Roberto Carlos được đánh giá là một trong những dị nhân của làng túc cầu. Dù cao vỏn vẹn 1m68, nhưng mà cựu hậu vệ Brazil có số đo vòng đùi phải lên tới 61cm, còn đùi trái là 58cm. Chính từ đôi chân dị biệt ấy, Carlos là nỗi ám ảnh của các thủ môn với những cú nã đại bác không thể cản phá. Nổi tiếng nhất chắc chắn là cú sút phạt phá vỡ mọi quy luật vật lý vào lưới đội tuyển Pháp năm 1997. Và hôm nay, hãy cùng chúng tôi giải mã lực sút kinh điển ấy. Trận đấu đối đầu giữa tuyển Pháp và Brazil diễn ra vào ngày 3 tháng 6 năm 1997 trong khuôn khổ Cúp Tứ Hùng, giải đấu chuẩn bị cho World Cup 1998, là một sự kiện cực kỳ đáng nhớ trong bóng đá. Trong những phút cuối, tuyển thủ Brazil Roberto Carlos đã ghi bàn thắng khó tin từ một quả đá phạt. Ở khoảng cách 35m so với khung thành, Carlos đã sút bóng về phía góc phải. Nhưng mà khi ở trên không trung, trái bóng đột ngột chuyển hướng, nó vòng xuống và hướng về phía bên trái, khiến thủ môn Fabian Barthez sững sờ. Kết quả là trái bóng nằm gọn trong lưới và cú nã đại bác sau đó là bàn thắng kinh điển đi vào lịch sử của bóng đá thế giới. Rất nhiều nhà khoa học đã tham gia nghiên cứu lý giải cú sút quái dị này của Carlos. Một trong những nghiên cứu nổi tiếng nhất về bàn thắng này là của bốn nhà khoa học Pháp: Guillaume Debord, Anne Le Goff, David Quadra và Christopher Clanet, được công bố trên tạp chí Vật lý mới vào tháng 9 năm 2010. Trong nghiên cứu này, các nhà vật lý tiến hành một loạt các thí nghiệm và phân tích dẫn đến một phương trình giải thích quỹ đạo của quả bóng và tất cả các lực đang hoạt động tại thời điểm chính xác đó. Quỹ đạo bóng có thể đi chệch khỏi vòng tròn với điều kiện là cú sút đủ dài. Sau đó, quỹ đạo trở nên bất ngờ và không thể đoán trước được đối với thủ môn. Họ viết, Dupont, Le Goff, Quadra và Clanet kết luận rằng nếu các tính toán chính xác được thực hiện và khoảng cách và lực được lặp lại, cầu thủ khác có thể sao chép bàn thắng nổi tiếng này. Tuy nhiên điều này là không thể, theo ý kiến của một trong những nhà vật lý quan trọng nhất của Brazil. Ông mô tả kiệt tác của Roberto Carlos là một phép màu bóng đá. Giáo sư Luis Fernando Fontanari của Viện Vật lý Đại học Sao Paulo Brazil nói. Ông nói thêm rằng, nếu quả bóng không dừng lại trong lưới, nó sẽ tiếp tục bay lên không trung, vẽ nên một quỹ đạo xoắn ốc đáng kinh ngạc. Tôi không tin rằng chúng ta sẽ thấy điều gì đó như thế lại xảy ra, Fontanari nói. Diễn giả TED Talk là Eric Gatti dựa trên định luật vật lý của Newton giải thích về hiện tượng quả bóng uốn cong vào lưới và cũng cho rằng lịch sử này khó lặp lại được. Lý giải theo định luật 1 về chuyển động của Newton, một vật thể sẽ giữ nguyên hướng và vận tốc cho đến khi có lực tác dụng lên nó. Khi Carlos sút bóng, anh tạo cho nó hướng di chuyển và vận tốc, nhưng mà lực nào đã ngoặt quả bóng đi và tạo ra một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử bóng đá? Câu trả lời là sự xoáy. Carlos đá vào góc phải dưới của quả bóng, làm nó bay lên cao và về bên phải, đồng thời quay quanh trục của nó. Quả bóng bắt đầu bay theo một đường dường như là thẳng, với luồng không khí ở cả hai phía làm nó chậm lại. Một bên, luồng không khí chạy ngược chiều với vòng xoay của quả bóng, làm tăng áp lực. Nhưng mà ở bên kia, luồng không khí di chuyển cùng chiều với vòng xoáy, tạo ra một không gian áp lực thấp hơn. Sự chênh lệch đó đã khiến cho quả bóng hướng về phía có áp lực thấp hơn. Hiện tượng này là hiệu ứng Magnus được Isaac Newton chứng minh sau khi ông để ý khi đang chơi tennis năm 1670. Kiểu đá này thường được gọi là kiểu trái chuối, thường được thực hiện rất nhiều và là một trong những điều làm trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng lái quả bóng với sự chính xác cần thiết để bay vòng qua hàng rào và bay trở lại cầu gôn là rất khó. Nếu đá quá cao, nó bay vút ra ngoài. Quá thấp, nó chạm đất trước khi bay vòng. Quá rộng, nó không thể vươn tới gôn. Quá hẹp và hậu vệ sẽ cản được nó. Quá chậm, nó cong quá sớm hoặc là không kịp cong. Quá nhanh, nó cong quá muộn. Thế nên để thực hiện được cú sút huyền thoại này, dường như bóng đá thế giới chỉ có Roberto Carlos. Và sự thật là cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể tái hiện thành công cú sút phạt sấm sét kinh điển này, ngay cả chính Carlos. Carlos thừa nhận rằng tất cả là do may mắn. Anh tiết lộ hầu như không có ý tưởng nào trong việc thực hiện cú sút đó. Những gì hậu vệ trái lừng danh một thời làm là chạy đà quen thuộc, dứt điểm với lực rất mạnh và mặc kệ hướng bóng về khung thành với quỹ đạo ra sao. Tôi chẳng biết giải thích làm sao với bàn thắng đó nữa. Ngày trước tôi thường tập sút phạt rất nhiều. Sau những buổi rèn luyện kỹ thuật trên sân, tôi thường nán lại sút phạt nhiều lần. Còn về bàn thắng vào lưới tuyển Pháp trong trận giao hữu 1997, tôi chỉ nhắm vào bóng và sút. Carlos tiết lộ về pha dứt điểm thần sầu. Ngoài bàn thắng đã trở nên thương hiệu vào lưới Les Blues, Carlos còn có thêm 112 lần xé lưới đối phương trong sự nghiệp vĩ đại của mình. Phần lớn đều từ những cú sút sấm sét bằng chân trái. Có thông tin nói rằng, để cuộc chơi trở nên công bằng hơn, đồng thời giúp các thủ môn không bị đẩy bay vào lưới cùng với trái bóng, cựu hậu vệ sinh năm 1973 bị cấm thực hiện các tình huống đá penalty. Song thực tế không phải như vậy. Trong hơn 20 năm thi đấu, đặc biệt là giai đoạn cuối sự nghiệp, Carlos không ít lần gánh vác trọng trách đá penalty cho đội nhà. Bằng chứng là 7 trong số 113 bàn mà anh ghi được xuất phát từ chấm 11m.
Sở dĩ người ta ít thấy Carlos đá penalty vì trong thời gian khoác áo Inter Milan hay Real Madrid, đặc quyền thực hiện các quả 11m thuộc về người khác. Chỉ khi nào Zinedine Zidane, Luis Figo hay David Beckham không xuất hiện, Carlos mới đến lượt. Sau khi chuyển đến Fenerbahce, Corinthians rồi Anzhi Makhachkala, Carlos được giao hẳn trọng trách đá penalty vì tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối. Có thể nói, những cú sút uy lực với tốc độ cao đã làm nên tên tuổi của cựu cầu thủ Brazil Roberto Carlos. Nếu bạn cũng là fan ruột của ngôi sao này thì hãy để lại một bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video mới.